ngồi ở đây để ngắm bình minh trên trên đảo nha. Đẹp quá trời luôn. Hôm nay là mình nhất quyết là phải dậy sớm để đón được bình minh trên đảo. Cho nên là Nhân đã dậy sớm để mà quay vlog cho mọi người xem cái bình minh ở trên đảo Ibiza như thế nào nha. Chút nữa là 12 giờ là tập dậy rồi. Đi là phải sọc ti sáng sớm này nè, xong rồi tới đi ra ngoài đó khám phá đảo rồi tới 2 giờ trưa về, là 3 giờ là tàu chạy về mặt xây mọi người, là kết thúc cái hành trình 7 ngày ở trên trên biển. 7 ngày trên biển đi tàu Corsair MSC Seaside. Dân cũng đang suy nghĩ coi là dân có nên đi ra đảo chơi không, không biết có cái gì hay không. Sắp đây rồi, sáng sớm. Mình minh trên đảo thôi, đi vô ăn sáng hết rồi. Đi. Cái gì? Ăn trước, nếu mà em có đi thì em phải đi trước chứ. Nếu như nha, không biết được. Quay bằng cái điện thoại nó đẹp hơn mọi người ơi. Quá trời đẹp rồi. Bình minh trên đảo. Hôm nay dân quyết tâm là dậy sớm để mà đón bình minh mà. Tại vì mọi ngày mình đi chơi về khuya cái mình mệt quá, mình ngủ tới 10 giờ mới dậy không à. 9 giờ mấy 10 giờ mới dậy xong thành ra không có đón được bình minh. Hôm nay là nhất định phải đón được bình minh. Rồi đây mọi người ơi, bình minh trên đảo. Đẹp quá trời đẹp mọi người ơi. Rồi đây mọi người ơi, dân ra được cái góc này đẹp hơn. Bình minh trên đảo. Cái góc này nó đẹp hơn mọi người ơi. Nó không có bị trắng bởi cái cờ của cái tàu á. Chút nữa thì sẽ đi ra đảo chơi. Dân quyết định đi ra đảo chơi, quay phim. Tại vì mình tới thì mình phải sọt ti ra chứ. Nhiều khi mai mốt không có dịp tới nữa. Bây giờ mình sẽ đi lại xe bus để mà mình lấy cái xe bus đó. Mọi người ơi, mà cái bus này không có cái đợi lâu.
Estoy esperando, voy a meter ya este... Voy a decirle que vengan para acá. Tienen billetes de fondo. Kia để chụp hình như cái này. Valencia là thành phố lớn thứ ba của Tây Ban Nha với đường bờ biển dài tuyệt đẹp và những kiến trúc cổ kính xen lẫn với các công trình xây dựng siêu hiện đại. Cùng khám phá xem những gì đã tạo nên sự hấp dẫn của thành phố Valencia cùng Vân nhé. Valencia là một thành phố ở đông nam Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Địa Trung Hải. Đây là thành phố lớn thứ ba của Tây Ban Nha về tầm khoảng 2 triệu cư dân trong vùng đô thị thành phố. Valencia nổi tiếng với những tàn dư lịch sử có từ năm 138 trước công nguyên và được người Tây Ban Nha thành lập.
năm 1555. Valencia là một thành phố thú vị và độc đáo, song hành với kiến trúc tiên phong từ thời đại mới. Valencia cũng là nơi năng động nhất châu Âu, thường tổ chức các hội nghị và hội chợ. Thank you.
Em đi chung với lại cái chị này cũng xuống tàu đi chơi mọi người, xong mà mình bắt cặp đi chơi luôn, tại dân cũng không biết gì hết trơn. Sau khi đi theo các chị bạn người Italy, mình đã đến được Valencia Oceanographic. Đây là một quần thể kiến trúc nằm ngay cạnh nhau, bao gồm thủy cung, nhà hát opera, rạp chiếu phim 3D, bảo tàng khoa học và công nghệ, vườn mái vườm Giulia. Thủy cung ở Valencia là to nhất ở châu Âu. Khu vườn khá rộng lớn, nếu không quen đi bộ thì mọi người có thể thuê xe để đi vòng vòng. Không gian bên ngoài thì thoải mái, tham quan không bị mất tiền. Nhưng nếu vào bên trong thì mọi người phải mua vé. Bên ngoài, các kiến trúc hồ nước rất đẹp, có thể tha hồ mà chụp hình sống ảo. Cụm của nó luôn bên kia, xong rồi cái đi bộ nó dài qua bên đây là bắt đầu mấy cái biểu tượng của cái thành phố này. Rồi đây mọi người đứng ở đây chụp cái cụm này đẹp. Mọi người
Giờ Giang không biết đường, Giang cứ đi theo mấy cái chị này thôi mọi người. Chỉ một hồi nữa mấy chị về lại tàu thì mình cũng đi theo mấy chị về lại tàu vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha mọi người ơi. Đi vô trong sang thờ viên của thành phố mọi người. Cái quảng trường đi bộ từ nhà ga đi ra nè mọi người.